Xin chào anh chị và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Khán giả trên kênh YouTube của tôi Đinh Ngọc có đặt câu hỏi rằng tại sao hơn 2 năm vừa qua thì những chủ thể kinh doanh ở trên những cái shop house Khối Đế cũng như shop house nhà phố tại dự án Vinhome Bờ Đền Bắc thì gặp khá là nhiều khó khăn, còn đối với lại những hộ kinh doanh ở trên những cái mặt tiền tuyến kết nối vào trung tâm của dự án Vinhome Bờ Đền Bắc thì có vẻ ổn hơn. Và hôm nay thì tôi Đinh Ngọc sẽ làm cái video này để giải đáp cho cái câu hỏi trên và tất cả những cái nguyên nhân theo như tôi đọc nghiên cứu thì đó là cái câu chuyện về trung bình thu nhập hay cái khả năng chi tiêu của những người dân. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Đinh Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Đinh Ngọc và đội ngũ team Coolen góc nhìn đầu tư bất động sản. Đầu tiên thì tôi Đinh Ngọc sẽ phân tích ở trong dự án thì có 3 loại hình. Thứ nhất đó là shop house nhà phố, thứ hai là shop house Khối Đế và thứ ba đó là những cái căn shop house thương mại dịch vụ. Đấy. Thì trong quá trình di chuyển từ cái phân khu Đồ Origami ra phân khu tái định cư Phước Thiện ở trên mặt tiền đường 9A thì quá trình di chuyển thì tôi Đinh Ngọc sẽ vừa di chuyển và vừa phân tích. Đối với lại những cái video trước thì tôi Đinh Ngọc chia sẻ với quý anh chị và các bạn rằng những cái loại hình kinh doanh thì tôi Đinh Ngọc cũng thật sự là cũng sẽ không có hiểu bằng anh chị, bởi vì khi mà tham gia một cái mô hình kinh doanh nào đó ở trên những cái bất động sản đó là những cái căn shop house hoặc căn nhà phố thì chủ thể kinh doanh họ phải đầu tư vô cái câu chuyện từ 600 đến thậm chí là 2 tỷ cho một cái cơ hội kinh doanh này. Nên đương nhiên anh chị đã là chủ của những cái mô hình kinh doanh của mình rồi, và thứ hai anh chị là cái người bỏ tiền nên anh chị sẽ nghiên cứu kỹ hơn Tôn Ngọc. Còn đối với lại Tôn Ngọc thì với cái khả năng quan sát của mình thì Tôn Ngọc gần như là miêu tả những cái gì đã diễn ra, và Tôn Ngọc sẽ miêu tả. Thì ở những video trước Tôn Ngọc chia sẻ với quý anh chị và các bạn thì đối với lại những cái loại hình mà kinh doanh trên phân khu nhà phố thấp tầng thì theo kinh nghiệm của Tôn Ngọc thì chỉ có những cái loại hình kinh doanh lưu trú thì mới có mang lại những cái kết quả, mang lại những cái điểm lợi nhuận. Còn những cái loại hình kinh doanh như food and beer thì như Tôn Ngọc thấy nó cũng khá là khó khăn. Ngay như quán cà phê Đà Lạt phố ban đầu kinh doanh rất là ok, tuy nhiên thì chúng ta biết rằng đối với lại phân khu nhà phố thấp tầng thì nó bị một cái vấn đề, nó rất là xa cái khu dân cư, mà đôi khi thứ bảy chủ nhật thì mới có những cái dạng như khách xuống chơi thăm dự án, hay là những cái thời kỳ mà bất động sản sôi nổi thì nó rất là nhiều môi giới hoặc nhiều sale họ đi xuống dự án. Thì đối với lại cái phân khu nhà phố thấp tầng thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của shop house Khối Đế, đó là có chủ đề ô tô. Đấy. Tuy nhiên thì nó bị cái vấn đề đó là xa cái khu dân cư. Và sau này thì nó cũng một loại hình chúng ta vừa đi qua, đó chính là shop house thương mại dịch vụ. Thì đối với lại shop house thương mại dịch vụ này nó có một cái đặc điểm đó là nó vừa gần khu dân cư, nó vừa gọi là có chỗ để ô tô. Và khi kinh doanh đối với lại những cái shop house thương mại dịch vụ thì chúng ta thấy rằng cái ưu điểm nó cũng khá là tuyệt vời, và đối với lại chủ đầu tư Vin thì họ cũng đã rất là nỗ lực. Ví dụ như hiện tại họ đã có chính sách là miễn phí tiền thuê 18 tháng, ngoài ra còn hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh cái tiền để hoàn thiện cái gọi là hoàn thiện về trang thiết bị nội thất cho cái cơ sở kinh doanh của mình. Và cái chi tiết của cái gói hỗ trợ đó thì anh chị nào cần những thông tin thì inbox tôi Ngọc sẽ chia sẻ. Và chúng ta thấy rằng thì đối với lại cái shop house thương mại dịch vụ thì nó có cái ưu điểm hơn, thì chính vì vậy nên chúng ta vừa đi qua thì thấy nó cũng khá là đông. Và tại sao thì cái câu chuyện 2 năm vừa qua thì đối với lại những cái chủ thể kinh doanh nói chung thì nó bị toang, thì bởi vì thực ra là chúng ta đang trải qua những cái pha khó khăn của thị trường. Nếu như 2019 2020 thì đó là Covid,
tuy nhiên thời kỳ này vẫn là thời kỳ tiền rẻ nên chúng ta vẫn khá là dễ thở. Thì bắt đầu từ sang 21 thì đã có những cái lockdown 3 đến 4 tháng trời, hay 2022 chúng ta thấy những cú gãy của thị trường như Fed tăng lãi suất, hay tại Việt Nam thì những cái đại gia lớn như chúng ta thấy chủ tịch của Tân Hoàng Minh, hay anh Quýt của FLC, hay bà Trương Mỹ Lan của Vạn Thành Phát, thì đó là những cái nhân vật nó khá là lẫy lừng, khá là tốn nhiều bút mực của báo chí thì cũng đã ngã ngựa. Và đến năm 2023 thì tuy cái gọi là cái thời điểm khó khăn nhất đã qua, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng một cái câu chuyện, một cái cá thể nó mới ốm thì để mà nó chạy được thì nó rất là khó khăn. Nếu mà mới ốm dậy thì đúng không, đầu tiên là phải ngồi được, xong đứng được, đi vững được, rồi mới bắt đầu là đi nhanh, rồi mới bắt đầu chạy được. Nên nó cũng đối với lại năm 2023 và 2024 là vậy. Và chúng ta đang kỳ vọng là cái kinh tế nó sẽ phục hồi ở cái năm 2024. Và cái điểm mấu chốt của những cái chủ thể kinh doanh ở trên những mặt tiền đường kết nối với dự án Vin mà vẫn ổn được, vẫn thành công được, ví dụ như Ami Cà Phê, tôi Ngọc thấy nó cũng khá là thành công. Bởi vì một ly cà phê nó chỉ đâu có, ly cà phê sữa thì có 18-20 nghìn, để thêm một ấm trà nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái thời điểm 2 năm vừa qua thì cái trung bình thu nhập hay là cái khả năng chi tiêu của các hộ dân nó rất là eo hẹp, hay là sức cầu của thị trường nó khá là bé, dẫn đến từ những cái ngành nghề dịch vụ ăn uống là cái ngành nghề thiết yếu đến những cái ngành nghề khác thì nó cũng khá là khó khăn. Và chúng ta thấy rằng thì đối với lại những cái mặt bằng mà ở bên ngoài dự án thì nó có giá thuê nó khá là mềm, nó từ 15 đến 20 triệu một cái mặt bằng, nó sẽ chỉ bằng 1/2 đến 1/3 những cái mặt bằng ở những cái phân khu shop house khối đế, hay là những phân khu shop house thấp tầng tại dự án Vinhome Việt Bắc. Chính vì vậy thì cái sản phẩm của những cái cơ sở kinh doanh trên thì nó phù hợp với lại cái khả năng chi tiêu của những cái cư dân tại dự án, hay là những cư dân trong khu vực. Thực tế mà nói thì đối với lại cư dân của những cái khu vực phường Long Bình, Long Thành Mỹ, hay là Long Trường, hay là Trường Thạnh, hay là Long Phước, thì hiện tại đương nhiên thì cũng có những cá nhân rất là giàu, và đại đa số mặt bằng chung thì tôi Ngọc thấy rằng trừ những cái hộ kinh doanh ra thì những đại đa số thì cũng đi làm dân lao động, và cái mức độ gọi là chi tiêu phù hợp đối với lại một cái dịch vụ thì đối với một ly cà phê thì từ 15 đến 20 nghìn thì có là cái điểm họ chấp nhận rất là tốt. Một cái buổi ăn sáng từ 25 đến 35 nghìn thì nó là phù hợp. Còn đối với lại những cái shop house tại Vin thì do cái chi phí thuê mặt bằng nó khá là cao, dẫn đến là cái câu chuyện là đưa ra cái sản phẩm thì nó đơn giá cũng khá là cao. Một ly cà phê sữa có thể từ 35 đến 50 nghìn. Và đối với lại những cái phần ăn sáng thì nó cũng thiết kế những cái sản phẩm từ 50 nghìn đến 70 nghìn đối với lại những cái shop house. Và một gia đình chỉ cần 4 người mà ăn uống chi tiêu trong vòng một buổi sáng có thể mất nửa triệu, thì tôi Ngọc thấy rằng cái điều đó nó sẽ không phù hợp với những cái cư dân ở trong cái giai đoạn này. Và đương nhiên thì ở trong cái giai đoạn tới thì khi mà kinh tế phục hồi cộng với lại đối với lại những cái nội tại của những dự án có những cái câu chuyện như vành đai 3, hay là điểm xuống của vành đai 3, hay là toàn bộ cái tiện ích của dự án nó đồng bộ, thì đương nhiên nó sẽ có một lượng cư dân chất lượng về, hay là có những cái lượng cư dân mà có mức độ chi tiêu cao về, thì đương nhiên những cái shop kinh doanh nó sẽ rất là tốt. Còn hiện tại thì chúng ta đang phải đối mặt với lại những cái câu chuyện nêu trên. Và đương nhiên thì để mà cái kinh tế phục hồi, để mà những người dân họ giàu lên, cái sức chi tiêu nó mạnh mẽ hơn, thì đương nhiên cũng phải cần một cái lượng thời gian. Và có đây thì Tuấn Ngọc muốn
gửi những cái thông tin cho những quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu thuê hoặc là kinh doanh những cái bất động sản ở trên dự án Vinhome miền Bắc hay là những cái trục ở bên ngoài, thì nếu mà cần những thông tin thì Tôn Lê Ngọc sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị và các bạn những cái mặt bằng, hay là hỗ trợ cho anh chị và các bạn những cái thông tin để giúp cho những anh chị và các bạn có thêm cái thông tin để giúp cho quá trình ra quyết định của mình trở nên chính xác hơn. Và nếu như anh chị và các bạn thấy những cái nội dung Tôn Lê Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Lê Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Lê Ngọc và đội ngũ team Kulen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Lê Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.